Ok, và chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chơi X7 con Genesis anh em nhé. Thì hôm nọ đã có một list danh sách anh em bảo mình làm kèo rồi, thì hôm nay là mình tiếp tục cái list danh sách đấy thôi. Mình làm X7 con Genesis. Con Genesis này thì anh em chắc là cũng nhớ tính chất của nó rồi đúng không? Nó sẽ cộng thêm số lượng đạn này, và sẽ cộng thêm đam với mỗi một item level 1 này. Không thể sử dụng vũ khí đam ngắn này, trừ 4% đam này, trừ độ chính xác này. Và nó còn trừ đi 80% chỉ số về đam cơ bản đấy, nhưng mà chúng ta lấy chỉ số nữa. Nên là chơi X7 con này thì nó lại chuyển sang giống tính chất của Rebel anh em nhá. Là nếu như mà anh em muốn tăng đam cơ bản ấy, thì bắt buộc anh em phải lấy những item trừ đam thì anh em mới có thể tăng đam cơ bản được đó. Và mình chơi vũ khí lần này thì mình sẽ chơi với lại súng phun lửa. Tại sao mình lại chơi với cái súng phun lửa? Thì bây giờ vào trận đấu V9 thì anh em sẽ biết. Đây, nào, xem này. Đây, đấy, anh em thấy không? Nó khác gì một quả cầu lửa không? Ai, trông này. Ui, ấy, khác gì một quả cầu lửa không? Ui dồi ôi, này quái chịu sao nổi. Ui. Vừa nãy mình còn tính chơi mới lại thêm mấy này con Viscotato để tăng cái size... tăng cái size của cái lửa này lên cơ, nhưng mà chơi với con Viscotato kia thì cái đạn nó bay ra nó sẽ bị slow, nên là mình không muốn chơi kiểu bị slow như thế, nên là mình vẫn cứ chơi theo kiểu này thôi. Chứ mà chơi mà lại kết hợp với thêm với lại con Viscotato kia nữa thì cái lửa kia nó sẽ rất là to luôn á. Nhưng mà thôi, chơi này là được rồi. Thêm con, nếu như mà chơi muốn kết hợp cùng với lại con Viscotato thì để đến quân 18, 19 anh em mình kết hợp sau, chứ kết hợp sớm như này thì nó lại không hay. Cái đập sớm này nó mất đi cái tính, nó là thú vị của cái con Genesis này, nó bắn nhiều, bắn nhanh như này đi. Đấy. Đấy. Đấy, trời ơi. Ác thật chứ. Nào, bỏ cái này đi, bỏ cái này đi. 15% attack speed nữa này, 9 né tránh này, 15% attack speed nữa là bắn cho nó nhanh này. Con này chơi đam nguyên tố à? Chơi đam trừ 200% bắn cho vũ khí. Không chơi con đấy. Để em xem là mình roll, nếu như bây giờ mà mình roll nó lại ra con Viscotato lần nữa thì mình sẽ lock lại. Tí nữa có gì đến khoảng 18, 19 này anh em mình sẽ chơi nó sau. Còn bây giờ thì anh em cứ chắc cốp là chơi mới lại chơi 7 con Genesis thì thôi, chứ không thêm con nào khác nữa. Thôi, chắc là vào quay tiếp theo luôn anh em nhỉ. Chứ roll này nó không ra rồi. Vừa nãy nó ra nhưng mà mình lại roll nó khác, nên là thôi, quay tiếp thôi. Đấy, bắn này. Giờ thì như kiểu bắn phát nào là thiêu rụi quá phát đấy ấy. Ấy. Này anh em trông này. Ui xồi, nó thiêu này. Lửa kìa, nhìn đẹp xa man ạ. À. Ui. Mà con này nhá, mỗi một con nhân vật này nó là cộng thêm 2 cái số lượng đạn. Nên là khi mà anh em chơi 7 con thì nó lại cộng thêm 14 số lượng đạn vào nữa, nên là nó bắn kìa. Nhiều lửa dã man. Bình thường thì vốn dĩ là cái sổ súng lửa kia nó phun ra lửa nó tương đối nhiều mà nhanh rồi, đây chơi thêm quả số lượng đạn nhiều như này vào nữa thì nhìn ối rồi thật đấy. Ngoài anh em trông này, ui trông có đốt này, ui quái chịu sao nổi. Trời ơi, vừa phải dính sát thương vật lý, vừa phải dính sát thương đốt thì quái không đỡ được thật luôn đấy. Ôi ôi, thằng này thì chúng mày đỡ hộ tao cái. Ui trời ơi, đốt kìa. Thực sự là không hiểu tại sao hôm đấy ngồi livestream mà anh em comment toàn kèo X7 ạ. Ghê thật. Nào là X7 Obedienta, nào là X7 Super Streamer, xong là X7 Lucky, xong lại còn X7 Genesis, xong lại còn X7 cái gì nữa ấy. Nói chung là anh em comment toàn kèo X7 thôi. Dã man thật. Không thể tin được anh em kiểu thích xem X7 như nào á. Toàn comment kèo X7 thôi. Nên là ok, có gì thì chiều lòng anh em thôi. Mình sẽ cố gắng mình làm nhiều X7 nhất có thể cho anh em hết cái full kèo luôn, hợp lý đấy chứ. Này giờ cái đứng nghiêm như này bắn thì nó có khác gì một cái lớp khiên chắn cho mình không, khác gì có con chơi cùng với lại con siêu modifier không, à con gì nhỉ, con siêu không, con siêu thì nó sẽ có một cái lớp khiên, là lớp khiên từ cái khiên từ cái khiên mà cái gai ấy. Còn cái con này của mình thì bây giờ nó có lớp khiên từ cái súng lửa như này, quá hợp lý rồi, quá được luôn. Ôi, đỡ hộ luôn, đến cái tầm này thì đỡ hộ luôn. Ui xa, đốt này, ui nhìn nó đốt ghê vãi chuồng luôn á. Ui rồi, đỡ hộ luôn. Đúng là riêng tầm này thì đúng là quá cho xin cái tuổi luôn á, đỡ hộ luôn á.
Đấy, đốt kìa. Ui, dã man. Nó phải gọi là kinh khủng của nó đấy anh em ạ. Không phải bình thường đâu. Đấy, xong cái này rồi này. Cái này thì bây giờ anh em mình làm tí hút máu đi. Rồi xong rồi vào đây anh em mình lấy thêm một item mà tăng cái khả năng hồi máu từ cái đam nguyên tố kia. Mới lại mình nhớ là có cái item nó tăng đam nguyên tố có từng wave cơ mà nhở. Mình lấy thêm cái item đấy vào thì vỗ wave anh em mình tăng được thêm một tí đam nguyên tố là cũng ok đúng không? Mỗi wave tăng thêm được 2 đam nguyên tố là cũng được. Mới lấy thêm cái item mà nó giúp tăng cái khả năng hồi máu thông qua cái chỉ số đam nguyên tố kia là hợp lý này, cho nó đỡ phí. Đâu nhỉ, nó là cái item nào nhỉ? Mình không nhớ nó là item nào. Cái item đóng băng này vừa nãy mình lấy một cái rồi nhá. Thôi nhá, không lấy thêm nữa nhá. Lấy thêm cái item mà vừa nãy mình bảo thôi, là nó tăng cái chỉ số hồi máu của mình thông qua cái đam nguyên tố ấy thôi, chứ không cần thêm. Cái này thì tăng máu qua giáp. Còn cái này thì không. Ok, cái item mà tăng ấy tên là cái item nào ta? Quên xử rồi. Tìm mà không thấy thì thôi vào wave tiếp theo đắng. Không thấy thì thôi chứ còn không nên quá là đám chìm làm cái gì. Không thấy thật. Không thấy. Cái này không phải, cái này thì tăng sai nổ, không liên quan. Sai nổ cái thứ thì có liên quan gì đến cái mà mình đang sử dụng ở đâu. Mấy cái này thì tăng giáp từ đam nguyên tố, nhưng mà phải âm đam nguyên tố thì mới tăng giáp. Lạ nhỉ. Cái này thì tăng như nào? Cái này thì tăng đam dài từ đam nguyên tố, không phải. Cái mà mình cần nó đây. Nó là cái tăng hồi máu từ đam nguyên tố này, hợp lý này. Mình có thêm hồi máu nữa thì mình tự tin mình đứng im mình đánh boss luôn. Ấy, à, úi dồi, elite kìa. Elite bị đốt nhanh dã man nhỉ. Được ấy chứ. Ui, giờ nhìn như một quả cầu lửa luôn. Đi đâu nó quét quái đấy. Ba mươi bốn máu từ nãy giờ mình không thèm tăng máu cơ. Cái quái nó chả áp sát được mình đâu mà tăng máu làm gì. Quái nó phải áp sát, nó phải gây đam được cho mình cơ thì mình mới cần quan tâm về cái việc là máu của mình như nào chứ. Nó mà quái nó mà không áp sát được thì thôi cũng kệ, cứ để máu đấy cũng được. Kể cả bây giờ một máu thì cũng được chứ. Quái nó gây sát thương đâu mà lo à. Uấy, trông nó sấy. Trông nó đốt quái như thế này thì quái làm gì có tuổi. Tầm này đúng là quái là không có tuổi luôn đấy chứ. Đỡ hộ luôn. Uấy, cứ 112 đam thôi, nhưng mà thực tế là không phải 112 đam, nguyên cái 112 đam kia không đâu anh em ạ. Nó còn một cái lớp đam đốt đằng sau nữa cơ. Không đùa được đâu. Cái này thì thêm giáp. Lấy thêm chỉ số này, thêm harvesting, ok. Ui, dích luôn này. Ô thôi nhá, không lấy dích nhá. Lấy dích vào làm cái gì cho nó mệt ra. Lấy dích vào thì lại thêm 999 bao nhiêu harvesting nữa vào thì thôi luôn đấy. 999.000 à? 999.999. Ác luôn đi chứ. Này, đỡ hộ tao cái này. Bây giờ thì chúng mày đỡ hộ tao cái này. Ấy, ui xồi ôi. Ây da, né tránh được, mình có né tránh. Pha vừa xong mình bị dính đam nhưng mình có thể né tránh được. Ấy. Này thì đỡ này. Quấy. Uầy. Trời, hôm trước mình làm cái video về X7 con OP Delta ấy. Cảm giác một quay đấu nó trôi qua rất là lâu. Giờ chơi lại mấy kiểu mấy con bình thường như này, cảm giác một quay đấu nó nhanh hơn hẳn so với lại X7 con OP Delta ấy. Nhìn sướng hơn hẳn đó. Quấy. Rồi, xong quân 13 này. Hôm nọ ngồi chơi X7 con OP Delta cái thì mỗi một quay nó trôi qua cứ như kiểu là rất là lâu, rất là dài ấy. Giờ chơi lại mấy con này thì cảm giác nó bình thường này, nhanh hơn hẳn luôn, cảm giác nó mượt hơn hẳn luôn. Ô, mình đang lấy máu mà, à đây 9 máu rồi, bổ sung thêm tí máu để có gì quá nó gây đam còn đỡ bị kiểu sốc đam. Thực ra là không bị sốc đâu. Ấy, quái lao qua mình phát, mình đốt cho phát chết luôn mà, nhanh thật. Mà mấy con quân 14 này, còn 6 quân nữa. 6 quay nữa này, 6 quay này nhưng mà nhanh thôi, không như ngồi 6 quay của con OP Delta đâu. Nên anh em yên tâm. Ấy, đốt này. Trời ơi, đốt kìa. Đốt ghê chưa? Nhìn thấy có ghê không? Nhìn thế này đỡ sao nổi. Ui trời ơi, nó đốt kìa.
Ui trời ơi, nó đốt kìa. Đốt kìa. Đốt như thế này thì chúng mày xin phép luôn. Chúng mày không có tuổi luôn. Làm sao mà chúng mày đỡ được. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Nào nào nào, như nào như nào. Như nào. Đến cái tầm này thì như thế nào. Như thế nào nào. Rồi xong. 44 xong này. Cái này thì chuyển đổi giáp từ giáp sang máu. Không, mình không cần cái đấy. Chí mạng, lấy chí mạng tí được. Ok. Này thêm không, mấy cái này không cần đâu. Mấy này thực sự khi là không cần đâu. Thôi vào quay tiếp theo anh em nhá. Mấy cái này thì không cần thật ý. Chả có gì để mình bây giờ mình cần cả. Bây giờ nếu như mà cái mà mình cần nhất chắc là tính chất của con Hurry nhỉ. Tính chất con Hurry là cái con mà giảm 50% quay time ấy, để cho một trận đấu rất là nhanh luôn. Ô tính ra nhá, tính ra hôm nọ mà ngồi mà chơi con OP Delta anh em. Hôm nọ ngồi chơi con OP Delta mà chơi kéo X7 mà anh em mình kết hợp thêm được với con Hurry nữa thì không phải ngon không nhỉ? Ừ, không nghĩ ra. Kể mà chơi kết hợp với thêm với lại con Hurry vào nữa thì có phải ngon không? Bởi vì con Hurry nó sẽ giảm đi 50% quay time thì đỡ phải ngồi đến tận 60 giây. Ừ ha, là cái video nó sẽ nhanh hơn nhiều, anh em mình đỡ phải ngồi kiểu chờ mỏi cổ rồi nó mới xong được một quay. Ừ ha, hôm đấy tính ra là cũng không nghĩ ra ấy, chứ mà nghĩ ra thì ngồi roll ra con Hurry thì chắc chắn là cái video nó sẽ nhanh hơn, đỡ phải chờ nhiều hơn. Ừ ha. À Shiba, thế lần sau mà có làm một cái kèo đấu nào đó mà nó mà đơ nó mà lag như thế thì nên kết hợp với con Hurry để nó giảm 50% quay time xuống em nhá. Ấy, nó phải như thế thì mới đỡ được, chứ còn không thì làm sao mà đỡ được. Cái này lấy thêm 4 đam nguyên tố nữa này. Cái này trừ đam ấy, cả cái này thì không lấy, cái này không lấy, con này không lấy này. Cái này thì quay tiếp theo chứ nhỉ. Chả còn cái gì có thể có lấy được đâu. Ờ quay tiếp theo đi. Quay 16 này. Ui dồi ôi quái này. Ui dồi ôi quái này. Nhưng quái là không tiếp cận được mình đâu. Nó cứ vào là bị mình đốt cho liếng xiếng hết cả ra. Làm sao mà đỡ kịp. Đến cái tầm này rồi thì xin phép quái luôn. Không đỡ được luôn ấy. Đốt kìa. Ui xồi đốt kìa. Ui xồi đốt kìa. Này mà Giá như mà cái con cha nó mà không lỗi nhở. Nếu như mà con cha nó mà không lỗi nhá, mình kết hợp thêm con cha vào đây nữa, tăng số lượng đạn lên nữa thì nhìn cái vòng tròn lửa này nó còn kín, nó còn dày, nó còn đẹp nữa cơ. Nó còn kinh khủng nữa cơ. Ừ, nó còn vi diệu hơn nữa cơ. Nhưng mà còn rất tiếc là con cha cái nó lại bị lỗi, nên là anh em không thể chơi với tính chất của con cha được. Chứ nếu như mà chơi được thì ngon quá, chơi được thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Nhưng mà tiếc cái là con cha nó lại bị lỗi, anh em mình không thể vận dụng cái tính chất của con cha này vào đây được. Ờ, mình ước gì là con cha cái nó không bị lỗi đấy. Có lại Viscotato này. Anh em mình có nên để lại cái Viscotato này để chơi hai quay cuối nhỉ? Ờ tôi cứ để lại đi, chơi thêm một hai quay nữa rồi anh em mình mua con Viscotato này để tí nữa xem là cái vòng tròn lửa nó sẽ biến chuyển như thế nào khi mà anh em mình kết hợp với con Viscotato. Mình đoán là cái lửa nó sẽ cực kỳ to và cái khả năng tan biến của lửa nó sẽ chậm hơn do bây giờ nhiều. Bởi vì khi mà chơi con Viscotato đấy thì cái đạn anh em mình bắn ra nó sẽ bị slow. Mặc dù cái attack speed nó bị trừ đi thật nhưng mà một trên quan trọng hơn hết nữa là nó cái đạn nó còn bị slow nữa cơ. Ấy, đấy, cứ như thế này mà chiến thôi, Được chưa? Như thế này đã được chưa? Quá ngon luôn, quay 18 sang quay nốt quay này đi. Nốt quay này mình mua luôn con Viscotato anh em nhá. Mua luôn con Viscotato để cho nó trình diễn luôn cái khả năng phóng to cái đạn lên nhìn cho nó thích. Đấy, đấy, đấy. Như thế nào là phải nói. Đấy, rồi, ok, xong này. Đây, bắt đầu là anh em mình sẽ mua thêm con Viscotato nhá. 12 né tránh tăng tí attack speed lên. Vì mua con này nó trừ đi 75% attack speed. Chơi luôn này. Trừ cả speed là không sao. Khoảng 260% attack speed nhưng vẫn đốt tốt. Nào, anh em xem nhá. Này, xem này anh em này. Uấy, ui, anh em trông vòng tròn lửa kìa. Ui, trông vòng tròn lửa đẹp dã man ạ. Uầy, đây mới chính là thiêu đốt này. Uầy, đây mới chính là thiêu đốt này. Uầy, như anh em nhìn kìa. Nhìn dã man chưa? Đây mới là
đây mới là thiêu đốt này. Ui còn không nhìn thấy con nhân vật của mình đâu luôn. Ui thực sự đây là một quả cầu lửa. Ui đây là một ngọn lửa biết di chuyển. Ui nhìn ảo dã man anh em ạ, ảo thế. Ui mới thế nhở, được cái chứ nhở, mới thực sự mới luôn á. Ui ui thực sự để mà nói thì bây giờ quái lao vào mình là chỉ có bị đốt chết thôi. Ui nhìn thích thực sự luôn ấy. mới thực sự luôn ấy. Ui này mà tăng thêm số lượng vũ khí lên thì nó sẽ như thế nào nhỉ anh em nhở? Bây giờ mình mà tăng thêm số lượng vũ khí lên thì không biết là cái quả cầu lửa này nó sẽ còn như thế nào nhở? Thử phát không? Mình tăng lên, bây giờ mình đang sở hữu 6 vũ khí, mình tăng lên thử 12 vũ khí xem nó như thế nào nhá anh em nhá. Được, thử đi. Trước hết là mình sẽ phải tăng thêm một tí đam nữa. Một tí đam hay tí attack speed đã. Đây, tăng đam mà tăng cả attack speed thì lấy cái này là hợp lý này. Đấy, tăng lên nữa đi, tăng lên khoảng 500 đi. Tăng lên khoảng 500 đi xem nó như thế nào nào. Ôi lấy được con số 500 là cũng ối rồi đấy. 500 attack speed. Rồi, 500. Ok, 500 này. Rồi, sau đó là mình sẽ phải lấy thêm một tí mà serial từ vé số nữa để còn mua thêm số lượng vũ khí để mua thêm 6 khẩu phun lửa nữa. Rồi, ok, kéo lên đây. 6 cái này. Ui không đủ tiền rồi. 6 này thì không đủ tiền, thế thì phải mua thêm mấy cái vé số nữa. Cái tăng số lượng vũ khí kia mà cái item cộng như đắt thế nhở? Đắt hơn so với ba lô của cái item ba lô của cái mod khoai tây bột mầm bao nhiêu luôn á. Nào, đây. 1 2 3 đây full 12 khẩu nhá. Ui, hết tiền luôn ạ. Vai trưởng vẫn thiếu mấy trăm đồng. Ác thế. Ác với nhau dữ vậy, mấy trăm đồng còn keyboard kẹt xỉ không cho mua nốt. Đây, rồi phát Q19 anh em nhá, thử xem 12 khẩu súng phun lửa. Chơi mới lại con X7, con Generate, mới lại con Viscotato kia thì quả cầu lửa của mình nó sẽ như thế nào nào. Nào, như thế nào nào. Ui, nhìn nó còn cháy, nó còn kinh hơn vừa nãy luôn ấy. Ui, nhìn nó còn ác dã man hơn vừa nãy nhiều luôn này. Ui, đốt thực sự, đây là đốt này. Một quả cầu lửa. Ui, trông kìa. Không nhìn thấy con nhân vật của mình đâu luôn anh em ạ. Ui, nhìn ghê thật ấy. Được cái chứ. Ui, được ấy. Nhưng mỗi tội là nó sẽ bị tụt FPS hơn so vừa nãy. Nhưng mà hay nha. Chơi như này mình thấy thích đấy. Ừ, tự dưng người thành một quạn lửa gọi là đi thiêu đốt tất cả luôn, thiêu dụi tất cả luôn. À, đi đâu thiêu dụi đấy. Được đấy chứ, không đùa, được cái chứ. Thần lửa này, đây mới chính là thần lửa này. Đây mới thực sự là thần lửa này. Ui, nhìn dã, nhìn ác thật đấy. Nhìn ác thật đấy. Ui. Được của nó đấy, không đùa nha. Rồi. Đấy xong rồi đấy. Giờ vào quay 20 kết thúc nhanh này. Ok anh em nhá, vào quay 20 kết thúc nhanh này. Mình nghĩ là sẽ nhanh thôi. Này, boss đâu vào đây. Đến cái tầm này thì boss vào đây. Đốt luôn. Này, xong luôn con boss này. Ô chạy à. Ui giời, lửa dí tới đít rồi còn chạy. Nào, chạy. Ui giời ơi. Thực sự là vui nhờ, thực sự đáng ra anh em mình phải chơi với lại con Viscotato ngay từ lúc đầu, có phải ngon không? Thì có phải là trải nghiệm vui được cảm giác ngay từ đầu không? Ui tiếc thế, mãi đến hai cuối cùng mình mới mua. Thôi nhưng mà không sao, như thế là cũng khá là hay rồi. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình về X7 con Generate kết hợp với một con Viscotato rất là thú vị luôn. Về cái kiểu chơi ngọn lửa mà nó bùng cháy như thế này. Ok, anh em thấy video hay để lại cho mình một like, share kênh và đừng quên bấm nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những video kế tiếp mà mình tung ra trong thời gian sắp tới nha. Bye bye anh em. À, nhớ comment nha. Bye bye. See you game.